đầu tiên có mã số là 191. Giấy Mỹ này cô chú anh chị về trồng 100% cát nha mọi người. Trồng cát thì nó thoát nước tốt nên cây giấy Mỹ của mình nó dễ sống hơn là trồng chấu và xơ dừa nha mọi người. Hoành thân là 16. Em đo hoành chỗ này là 26. Chiều cao nó là 50. Kính bầu là 15. Cây này cũng bị chày nhẹ một số chỗ nha cô chú anh chị. Trên đây ha. Cây nào bị chày thì em có báo hết nha mọi người ở đây ha. Giấy Mỹ bị dễ bị chày lắm thì mình nuôi một thời gian thì nó sẽ liền lại thôi ạ. Cây mã số 191. Em xin giao lưu là 300.000 em bao ship. Mã số 192. Mấy cây này nó đâm chồi trở lại hết rồi cô chú anh chị ơi. Hoành thân là 18. Chiều cao là 33. Kính bầu là 15. Cây nào bị chạy thì em sẽ báo cho cô chú anh chị biết ha. Mã số 192 em xin giao lưu là 300.000 em bao ship. Hoành thân là 14. Chiều cao là 58. Kính bầu là 16. Mã số 193 em xin giao lưu là 350.000 em bao ship. Mã số 194. Hoành thân cây này là 19. Chiều cao là 50. Kính bầu nó là 19. Mã số 194 em xin giao lưu là 350.000 em bao ship. Mã số 195. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 195. Hoành thân 19. Chiều cao là 46. Kính bầu là 15. Mã số 195 em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Mã số 196. Này đế đẹp nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây này nó bị chày giá nha mọi người. Đây chỗ này ha. Chày chỗ này. Bị chày giá nhiều ha cô chú anh chị. Trên đây cũng có này nè ha. Rồi mã số 196. Hoành thân trên đây là 16. Em đo hoành cũ của nó là 32. Chiều dài. Ủa, chiều cao nó là 40. Kính bầu là 20. Cái này bị chạy nên em bán giá rẻ nha cô chú anh chị. Mã số 196 là 450.000. Mã số 197. Hoành thân cây này là 19. Chiều cao là 50. Kính bầu là 14.
Mã số 197 em xin giao lưu là 450 ngàn. Hoành thân em đó đây là 18. Chiều cao đó là 59. Kính bầu là 19. Mã số 198 em xin giao lưu là 550 ngàn em bao ship. Hoành thân là 20. Cao nó là 32, kính bầu là 15. Mã số này là mã số 199. Em xin giao lưu là 300.000 bao ship. Mã số 200. Cái này đế quá nha cô chú anh chị. Hai cây này cũng bị chạy nhẹ thôi nha mọi người, chạy nhẹ thôi không sao hết. Hoành thân là 17,5. Chiều cao là 542. Kính bầu là 15. Mã số 200 em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Mã số 201. Cái này đế hai cộng đế nha cô chú anh chị. Cộng đế nó nằm. Cái này đẹp cây nha mọi người. Hoành thân cây này là 22. Chiều cao là 36. Chiều cao nó là 42. Kính bầu 30. Kính bầu nó là 16. Cây cây 1 giao lưu với bà con là 450.000. Mã số 201 em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Trở lại hết rồi cô chú anh chị ơi. 202. Hoành thân nó là 17. Chiều cao là 47. Kính bầu là 17. Mã số là 100 của mã số 202. Em xin giao lưu là 350.000. Mã số 202 nha mọi người. Mã số 203. Hoành thân 18. Chiều cao là 45. Kính bầu 17. 203 em xin giao lưu là 350.000. Cây này nó bị tước nhánh này nha mọi người, nhưng mà cây nó đẹp cây nha cô chú anh chị. Chỉ bị tước cái chỗ này thôi không sao hết. Hoành thân nó là 15 nha. Chiều cao là 48. Kính bầu là 16. Mã số 204 300.000 em bao ship. Mã số 204.
số 205. Hoành thân nó là 15 rưỡi nha mọi người. Chiều cao là 40. Kính bầu là 18. Mã số 205 là 300.000 em bao ship. Mã số 205. Mã số 206 cũng là cây cuối cùng của clip luôn ạ. Cũng bị chày nhẹ ha mọi người, chày nhẹ thôi. Hoành thân cây này là 15. Chiều cao là 52. Kính bầu là 17. 206 em xin giao lưu là 300.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160 355.